Xin chào các bạn, nhiều bạn thì đang mong muốn là làm một cái công trình căn chung cư để có thể cho thuê, nhưng mà không biết tối ưu hóa cái không gian, tối ưu hóa cái diện tích để làm sao để cho nó phù hợp với lại cái công trình cái chung cư nhà mình. Thì trong video ngày hôm nay thì kiến trúc SG xin phép là sẽ chia sẻ cho các bạn. Chỗ của mình đang đứng ở đây là ở cái ngõ 1554 chân đường Trường Chinh nhé quý vị các bạn nhé. Đấy, và phía đằng sau mình đây là cái tòa Minpec này. Đó thì mình đang đứng ở trên cái tầng 6. Đấy, đây trên cái tầng 6 này là bên mình sẽ thiết kế thụt vào một chút. Thì đối với là một cái công trình chung cư ấy, ở Hà Nội thì chúng ta sẽ phải tuân thủ theo cái quy định chung cũng như là cái chỉ giới xây dựng. Đối với công trình lần này thì là bên mình đang tư vấn và thi công được thiết kế được 8 tầng nha các bạn nhé, 8 tầng một tum. Thì đây là trên cái tầng 6 thì sẽ thụt lại. Thì trong một cái chung cư thì nhiều bạn sẽ hỏi mình một câu là: anh ơi, thế là đối với cái mặt tiền cái công trình như của nhà em thì sẽ bố trí được là bao nhiêu phòng? Ví dụ như công trình lần này thì cái mặt tiền nó rơi khoảng tầm 5 mét và chiều sâu của công trình là được khoảng 18 mét, thì hiện nay bên mình đang bố trí được 4 phòng nha các bạn nhé. Thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tham quan một chút và xem các cái tiêu chuẩn mà chúng ta cần phải đảm bảo được là gì. Đấy, ví dụ như tầng 6 này bên mình thụt lại thì chỗ này chúng ta chỉ được 3 phòng thôi. Thì ở đây đó chính là một phòng, thì mình sẽ kết hợp với lại cả hình ảnh 3D để mình chia sẻ cho các bạn dễ hình dung. Ở trên cái tầng này thì phòng này thì khá là nhỏ, thì các bạn nhìn vậy nhưng mà nó đầy đủ cái công năng, cái tiện ích. Ví dụ như chúng ta có thể là có một cái khu vực giường này, và ở đây là khu vực vệ sinh này, và đây là chúng này là chúng ta là cái khu vực để chúng ta nấu nướng ở đây, và có cái cửa sổ ánh sáng ra bên ngoài nha các bạn nhé. Và bên trong này là cái khoảng không gian là giặt giũ, thì đấy là công năng của một phòng. Thế còn ở trên này chúng ta chỉ được bố trí 3 phòng, còn tầng dưới chúng được 4 phòng, thì mình xin phép là sẽ chia sẻ cho các bạn đi ạ. Còn là ở đoạn này thì chúng ta có một cái khoang thang máy, thì đối với thang máy cũng vậy, các bạn cần phải tính toán các cái hố thang làm sao để cho nó phù hợp với lại cái nhu cầu của mình. Ví dụ như cái hố thang này là bên mình đang để là được thang 750 cân các bạn nhé. Đây là một cái lối thang bộ này, lối thang bộ lối lên trên. Còn vào bên trong này thì chúng ta cũng có một cái khoảng không gian phòng ngủ. Đối với lại bên kiến trúc SG ấy, khi mà thiết kế một cái căn chung cư ấy, thì là bên mình đều tính toán phải hội tụ đủ 3 yếu tố. Ví dụ như là chúng ta có một yếu tố ở đây, đó chính là về cái công năng sử dụng là phải hợp lý đấy. Thứ hai là phải có ánh sáng, có ban công đó, và tối ưu cái diện tích cho gia chủ trong quá trình mà thi công xây dựng. Thì đây là một cái lối vào, các bạn có thể thấy được rằng là ở đây chúng ta sẽ có một cái khoảng không gian của bếp đó, và khoảng không gian của bếp, và ở đây chúng ta có một cái ban công để chúng ta có thể là giặt giũ này, phơi phóng quần áo đó, ánh sáng lấy vào đây và bên trong. Còn là phần bên này thì chúng ta sẽ là một cái vệ sinh, còn chuyên này là chúng ta là một cái bên dưới chúng ta phải kê đồ để chúng ta ngồi uống nước hay là chúng ta làm. Thế còn bên trên này thì bên tới đây là bên mình sẽ làm một cái vách ngăn đâm sang bên này, đâm thẳng sang bên này để chúng ta làm cái gác xếp ở trên các bạn nhé, cái gác xếp. Nên là cái công trình sẽ rất là hài hòa và tối ưu hóa được cái không gian. Thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tham quan tiếp một phòng nữa. Thì đối với các cái phòng này nó đang trong quá trình thi công thì cái công trình của chúng ta sẽ hơi tối một chút, thế nhưng mà không sao, mình có thể kết hợp với lại cái hình ảnh 3D mà bên mình quay chia sẻ với các bạn sẽ dễ dàng hình dung hơn. Về bên này cũng vậy, các bạn có thể thấy được rằng là khi mà bước vào thì cái không gian nó rất là thoáng, nó rất là thoáng. Bởi vì sao? Bởi vì ở dưới này, chỗ này đó chính là cái khu vực để chúng ta để nấu này đó, hoặc là nấu thì chúng ta có thể chuyển sang bên này cũng vẫn được. Đây, nấu cá một cái giải dài này đây, nấu chúng ta để dài từ đây sang đây đó, để từ đây sang đây nhé các bạn nhé, để từ đây sang đây này. Sau đó thì ở đây chúng ta có một cái vệ sinh đó, ở đây chúng ta có một không gian ban công đó, tức là chúng ta phơi quần áo thì chúng ta ra ngoài này chúng ta phơi vẫn ánh sáng vào được trong cái khoảng không gian của mình. Còn là ở bên trên ấy, thì là chúng ta sẽ ở đây đoạn này này thì chúng ta có thể đổ cái trần này phẳng ra, và chúng ta có một cái cửa ra hẳn ngoài này để chúng ta làm thành cái khu vực để chúng ta ngủ ở bên trên, nó gọi là gác xếp đấy các bạn nhé. Thì đấy chính là một trong những không gian. Thế thì đối với là một cái công trình ấy, mà khi mà chúng ta thiết kế một cái căn chung cư để cho thuê, căn chung cư mini để cho thuê, thì các bạn cần phải lưu ý cho mình. Thứ nhất là các bạn cần phải tối ưu được cái không gian. Tối ưu không gian ở đây là gì? Là các cái công năng của trong một cái ngôi nhà, công năng của trong một cái ngôi nhà làm sao tối ưu nhất, làm sao để có ban công này, làm sao để có vệ sinh này, làm sao để có bếp, làm sao để có chỗ để cho người dùng ánh sáng vào trong cái không gian đấy. Và
Và tiếp theo thì chúng ta tối ưu được không gian thì chúng ta mới tối ưu hóa được cái người sử dụng. Tức là người sử dụng ở đây là gì? Tức là cái người mà chúng ta định hướng cho thuê. Ví dụ như ở đây chúng ta chủ yếu là bên mình thiết kế là để cho các bạn sinh viên, các bạn đi thuê khoảng 2 người ở, thì cái không gian như vậy nhé các bạn nhé. Và tiếp theo thì các bạn cần phải lưu ý đến cái vấn đề liên quan đến hình thức. Hình thức nó rất quan trọng, và hình thức này nó có bền được hay không. Và thứ ba ở đây là chính là cái yếu tố về phòng cháy chữa cháy. Thì trong cái chung cư rất quan trọng về cái yếu tố phòng cháy chữa cháy đấy, thì chúng ta cần phải quan tâm đến đấy, những cái cửa thoát hiểm này, thoát ánh sáng này, hay là đường như thế nào. Đấy là cái mà cực kỳ quan trọng để chúng ta cần quan tâm. Và còn những cái yếu tố khác như là cái yếu tố về tài chính, kinh tế để chúng ta xây lên một cái căn này thì làm nào để cho nó phù hợp thì chúng ta cũng cần phải quan tâm. Đó là yếu tố thứ năm. Và tất cả những cái yếu tố đấy chúng ta cần phải tính toán làm sao để hài hòa, cân đối với lại cái không gian, hình thức, với lại tầm tiền của chúng ta, và chúng ta xây lên một cái căn chung cư đấy thì chúng ta mới có thể là tiết kiệm được cái thời gian và cũng như là tiền bạc, thu hồi lại được cái vốn trong cái thời gian ngắn nhé các bạn nhé. Còn nếu không thì chúng ta có thể là sẽ bị lỗ rất là nhiều. Ok, thì xin phép cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.